One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Nhìn vào những tinh thể màu trắng sau đây, chắc hẳn là các bạn đều biết tên gọi của nó và những tác hại mà nó mang tới rồi. Vâng, đó là một thứ chất cấm đã trở nên phổ biến trong giới dân chơi, được gọi dưới cái tên là đá. Trên thị trường châu Á, Thái Bình Dương, người ta ước tính rằng 40% đến 70% số lượng chất cấm kể trên được sản xuất dưới sự điều khiển của một ông trùm bí ẩn, mang tới cho người này và đế chế của ông ta lợi nhuận hàng chục tỷ đô mỗi năm. Lợi nhuận lớn như vậy, cùng một đế chế chất cấm và rửa tiền khổng lồ, đã nghiêm nhiên biến người đàn ông đó trở thành ông trùm khét tiếng bậc nhất, được mệnh danh là El Chapo của châu Á. Người đàn ông đó không ai khác chính là Sechilov. Chào mừng đến với Battlecry khám phá quá khứ của một ông trùm. Với mái tóc đen rẽ ngôi và lối ăn mặc giản dị, khó mà có thể tưởng tượng được rằng Sechilov, từ đây chúng ta sẽ gọi là Tạ, lại là ông trùm đã đưa chất cấm đến từng ngóc ngách của các nước châu Á Thái Bình Dương, thậm chí là có thể vươn chân giết tới cả Australia, nơi cách xa xào huyệt của ông ta hẳn một đại dương rộng lớn. Thông tin duy nhất mà nhiều người biết về tuổi trẻ của Sechilov chính là ông sinh ra tại Quảng Châu, Trung Quốc và lớn lên trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa. Sau đó thì ông chuyển tới Hồng Kông để lập nghiệp cùng một băng đảng có tên là Đại Khuyên, Big Circle. Dưới sự truy quét gắt gao của chính quyền, Sechilov và đồng bọn của mình đã phải nhập cư vào Canada năm 1988, bắt đầu sự nghiệp tội phạm chuyên nghiệp của mình ngay tại đây. 10 năm sau khi đặt chân tới Canada, vào năm 1998, Tạ đã bị các đặc vụ FBI bắt giữ khi đang âm mưu vận chuyển heroin từ Canada sang Hoa Kỳ. Theo hồ sơ của FBI ghi lại, vào những năm 1990, Sechilov hoạt động như một con thoi. Ông ta đi lại giữa Bắc Mỹ và Đông Nam Á, Hồng Kông, Macau. Cuộc điều tra và bắt giữ Tạ năm 1998 đã khởi đầu từ một góc phố Bronx. Khoảng 20 năm sau khi chính phủ Mỹ phát động một cuộc chiến chống chất cấm dưới thời của Tổng thống Richard Nixon. Năm đó, Mark Cannon được một đồng nghiệp mách nước về việc bán chất cấm ở Bronx, góc 183 và Walton, cách sân vận động Yankee và Trăm Dặm. Và vụ án này đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của ông. Vào thời điểm đó, ông đang làm việc cho FBI ở New York với tư cách là thành viên của đội hình sự 25, được giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề đang ngày càng tăng của tội phạm có tổ chức liên quan tới người châu Á và người Mỹ gốc Á, đặc biệt là những người buôn bán heroin từ Đông Nam Á đang tràn vào Mỹ. Một chiến dịch quốc tế lớn mang tên Sunblock đã được lập nên và trở thành vụ án quốc tế rất lớn. Cannon và nhóm của ông đã phải truy lùng một tổ chức toàn cầu liên quan tới nhiều nhóm tội phạm có tổ chức. Đến tháng 9 năm 1995, hồ sơ Sunblock đã có đủ thông tin để truy tố hoặc bắt giữ hơn một chục người. Qua các phương thức điều tra và khai thác từ các chân rết, Cannon và nhóm của ông đã phát hiện ra cả một đường dây buôn bán chất cấm từ vùng Tam Giác Vàng, được điều khiển bởi một người đàn ông châu Á bí ẩn có liên hệ với các băng nhóm mafia người Ý. Từ những thông tin này, FBI bắt giữ người đàn ông có tên là Sechilov tại Hồng Kông rồi dẫn độ ông ta về Mỹ. Sechilov đã thú nhận tội danh của mình trước tòa án Mỹ vào năm 1998. Năm 2000, thông qua luật sư, Tạ xin được khoan hồng. Trong đơn kiến nghị, ông ta nói rằng bố mẹ ốm yếu, cần người chăm sóc, con trai thì bị bệnh phổi và vợ thì suy sụp. Ông ta thể hiện sự ăn năn hối lỗi của mình trước quan tòa và cam kết rằng nếu được thả tự do, bản thân sẽ mở một quán ăn nhỏ, làm ăn trong sạch. Những lời xin giảm án đã có tác dụng. Tạ chỉ bị kết án 9 năm tù, thụ án chủ yếu tại một trung tâm cải huấn liên bang ở Elkerton, bang Ohio. 9 năm dài trôi qua, Tạ ra tù và mai danh ẩn tích một thời gian dài. Không ai biết ông ta làm gì, ở đâu. Người ta chỉ rõ một điều, không hiểu bằng cách nào, Tạ vẫn có một lối sống xa hoa, dường như bằng số tiền mà ông ta đã gom góp được vào thời trẻ qua những thương vụ phạm pháp. Phải mãi đến năm 2019, thông qua một bản tin, người ta mới tá hỏa ra rằng có cả một đường dây sản xuất chất cấm và rửa tiền khủng khiếp tại châu Á. Năm 2020,
các phóng viên của hãng tin Reuters đã phân tích hàng loạt các tin tức tình báo cùng với cáo trạng, cũng như phỏng vấn gần 30 điều tra viên tại 8 quốc gia để khắc họa chân dung ông trùm của đường dây kia. Và tới khi này, người ta mới vỡ lẽ rằng kẻ đứng sau đề chế đó chính là El Chapo châu Á, Tesilop. Vâng, Tesilop đã ngựa quen đường cũ. El Chapo châu Á. Năm 2006, sau khi ra tù, Tesilop đã trở lại Canada và thoát khỏi sự kiểm soát của cảnh sát để quay về châu Á một cách xuất quỷ nhập thần. Theo như tài liệu của Sở Thuế vụ Hồng Kông, thì vợ chồng của Tạ đồng sở hữu một công ty tại đất nước này từ năm 2011. Trong khi đó, đế chế Sam Go được ông trùm này thành lập vào năm 2010 và chủ yếu kinh doanh chất cấm tổng hợp thông qua việc xây dựng những cơ sở điều chế hiện đại ở Myanmar, khai thác nhiều nguyên liệu và nhân công rẻ mạt cùng với các lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số. Tạ đã có cho mình một nền tảng của một đế chế tội phạm đáng gờm, một đế chế chất cấm với tầm ảnh hưởng chưa từng xuất hiện trong lịch sử châu Á Thái Bình Dương. Ông trùm Escobar có lẽ cũng chỉ ngang ngửa với Tạ mà thôi. Từ Tam Giác Vàng cho tới Hồng Kông, Macau, đế chế của ông trùm Tesilop trải dài với những phòng thí nghiệm, những nhà máy điều chế chất cấm cho tới những sòng bài, casino phục vụ cho mục đích rửa tiền. Đã có rất nhiều giai thoại xoay quanh tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất châu Á, Tesilop. Ví dụ như việc vệ sĩ của ông ta là một dàn những võ sĩ Muay Thái cấp quốc gia, chỉ di chuyển bằng máy bay riêng, hoặc đã từng đốt tới 66 triệu đô chỉ trong một đêm tại sòng bạc ở Macau. Theo ước tính của Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống chất cấm và tội phạm, thì 40% đến 70% số chất cấm tổng hợp dạng đá trên thị trường châu Á Thái Bình Dương đều có xuất phát điểm từ những phòng thí nghiệm và điều chế của ông trùm này. Sam Go, đế chế chất cấm của Tesilop, có lợi nhuận hàng năm ước tính từ 8 tỷ đô đến gần 20 tỷ đô. Tại Bang San, Myanmar, giá của 1 kg chất cấm ở thời điểm đó chỉ rơi vào đâu đó khoảng 1.800 đô. Thế nhưng khi sang được Thái Lan, Lào, Campuchia hay Việt Nam, nó được độ giá lên tới từ 50 đến 70 lần. Và nếu đi chót lọt vào Nhật Bản, Australia, con số này còn được độ lên từ 250 đến 500 lần, mang lại một biên lợi nhuận mà bất kỳ một tập đoàn làm ăn hợp pháp nào cũng phải mơ ước. Jeremy Douglas, đại diện của Văn phòng Liên Hợp Quốc tại châu Á Thái Bình Dương, tin rằng Tạ có tầm ảnh hưởng ngang ngửa với những ông trùm tại châu Mỹ. Tesilop có thể đứng ngang hàng với El Chapo hoặc Pablo Escobar. Hắn là một ông trùm chất cấm đích thực. Tổ chức do ông trùm Tesilop cầm đầu còn được biết đến với cái tên The Company. Đây là một tổ chức bao gồm những băng đảng khét tiếng của Hội Tam Hoàng như bang 14K, Bamboo Union, bang Đại Khuyên, San Yeon và Wu Sing Wu. Nhóm này thì lại chủ yếu làm ăn với những băng đảng tội phạm khét tiếng khác như Yakuza của Nhật, Hell Angel của Mỹ, Comanchero và những băng đảng Mafia Liban ở Australia. Đường dây của Tesilop không chỉ gói gọn trong một địa phương nhất định, nó còn trổ nhánh ra khắp các quốc gia nơi có những chân rết của ông ta. Những gì mà các điều tra viên biết về tập đoàn này đơn giản chỉ là tổ chức này vô cùng kỷ luật và tinh vi. Chúng kỷ luật hơn bất kỳ một băng nhóm tội phạm nào ở Mỹ Latin. Mạng lưới tội phạm này ít có xu hướng bùng phát bạo lực hay tàn sát lẫn nhau. Số tiền kiếm được nhiều tới nỗi mà những mâu thuẫn lâu năm sẽ được đặt sang một bên để cùng nhau tìm kiếm lợi nhuận khổng lồ. Thế nhưng nếu khi buộc phải ác thì băng nhóm tội phạm này cũng ác hơn bất kỳ một băng nhóm nào khác. Chúng sẵn sàng tra tấn, thậm chí là thảm sát người thân của những kẻ to gan dám đi khai báo hành vi phạm pháp của chúng với cảnh sát. Trong đoạn sau của video, chúng ta sẽ nói về việc này một cách rõ ràng hơn. Cách thức vận chuyển của Sam Go cũng đặc biệt tinh vi. Vào tháng 2 năm 2018, cảnh sát đã triệt hạ siêu phòng điều chế Loy Khan ở Myanmar, nơi mà họ tìm thấy số bao bì chứa trà đủ cho 10 tấn chất cấm đá. Và cứ như vậy, cách thức vận chuyển chính là cho chất cấm vào các túi trà rồi đưa đi bằng con đường có thể, hoặc là hóa lỏng chúng và cho vào các quả cầu pha lê dưới dạng quả lưu niệm. Mỗi gói trà thường chứa 1 kg chất cấm. Chúng tỏa ra khắp thế giới, từ đường thủy, đường bộ cho tới đường hàng không. Nói về cuộc sống xa hoa của Tạ, hàng năm cứ tới ngày sinh nhật của mình, Tesilop sẽ cho bao luôn cả một khu nghỉ dưỡng hoặc khách sạn 5 sao nào đó, rồi đưa cả gia đình và đoàn tùy tùng của mình tới đây bằng máy bay riêng. Theo một đặc nhiệm
tham gia vào chiến dịch điều tra Tetsilop. Có lần, ông ta bao cả một khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan trong một tháng liên tiếp, tiếp khách bên bể bơi trong trang phục quần sóc áo phông. Tạ là khách hàng thường xuyên của nhiều sòng bạc ở châu Á. Ông ta rất thích cá cược đua ngựa, đặc biệt là những cuộc đua ngựa tại Anh. Chúng tôi tin rằng có đêm hắn thua tới 60 triệu euro, tương đương với khoảng 66 triệu đô trong một sòng bài ở Macau, theo lời của một điều tra viên tờ AFP cao cấp hoạt động tại châu Á. Để gây dựng thanh danh và uy tín với các đối tác cũng như với các con nghiện, Tetsilop chơi đẹp hơn bất kỳ ai khác. Nếu đối tác của ông ta bị cảnh sát phát hiện và thu giữ số hàng cấm, ông ta sẽ cho tay chân ship ngay một lô hàng mới thay thế mà không đòi thêm bất kỳ một khoản tiền nào. Hoặc thậm chí, nếu khách hàng không cần nữa, ông ta sẵn sàng chi trả lại tiền cọc. Vì đối với ông chủ này, 10kg hàng bị bắt cũng không đáng tiền bằng 1kg hàng chót lọt. Cách buôn bán rất được lòng khách hàng này đã nhanh chóng mang lại tên tuổi cho Tạ. Thế nhưng nó cũng khiến cảnh sát chú ý tới hoạt động phạm pháp của ông ta. Cảnh sát Australia từ lâu đã nghi ngờ ông ta chính là ông trùm cung cấp chất cấm đá và thuốc lắc lớn nhất tại xứ sở chuột túi. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Tạ và Sam Gore chỉ thực sự được khẳng định vào cuối năm 2016, sau khi cảnh sát bắt giữ một thanh niên Đài Loan có tên là Kai Chang Jie với hai túi chất cấm buộc chặt vào đùi tại sân bay Yangon, Myanmar. Cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng sẽ phải lộ ra. Và chỉ một sơ suất nhỏ, ông trùm Tetsilop tưởng chừng sẽ mãi mãi là một bí ẩn, cuối cùng cũng đã lộ ra ánh sáng. Hang động của Aladdin, nơi ông trùm lộ diện. Kai Chang Jie bị bắt giữ tại sân bay Yangon, Myanmar vào ngày 15 tháng 11 năm 2016, khi đang chờ lên máy bay để đi về Đài Loan. Kai lúc đó đi lại trong sân bay với một chiếc túi da và hai chiếc điện thoại di động. Anh ta trông có vẻ lo lắng, bồn chồn, hai bàn tay phồng rộp, và điều này thì khiến cảnh sát nghi ngờ. Một cựu chỉ huy cảnh sát Myanmar cho biết tay của Kai bị phồng rộp như vậy là do anh ta điều chế chất cấm. Chất cấm đá rất độc, ông ta nói. Khám xét người của Kai, cơ quan chức năng Myanmar phát hiện mỗi bên chân của Kai là một gói chứa 80 gram ketamine. Thế nhưng anh ta thì lại khai rằng đó là thuốc trừ sâu và phân bón. Kai giữ im lặng sau khi bị bắt. Cảnh sát cho rằng có thể vì anh ta sợ rằng nếu hé răng bất cứ điều gì, anh ta sẽ chịu chung số phận như người đàn ông xuất hiện trong hai video được lưu trên hai chiếc điện thoại iPhone của anh ta. Đó là một cuộc tra tấn tàn độc. Người đó khóc và bị trói, bị ít nhất ba kẻ thay phiên nhau tấn công bằng đèn khò và sốc điện. Theo lời khai của Kai, người đàn ông kia đã vứt 300kg chất cấm khỏi một chiếc thuyền vì lầm tưởng rằng mình đang bị tiếp cận bởi cảnh sát. Những kẻ tra tấn muốn kiểm tra xem rằng người này có nói thật hay không bằng cách quay và chia sẻ video. Các thành viên băng đảng sẽ gửi đi thông điệp về cái giá của sự không trung thành. Một điều tra viên cho biết trong video có một dấu hiệu bằng thư pháp tiếng Trung liên quan tới hội Tam Hoàng. Hai chiếc điện thoại của Kai là bộ sưu tập khổng lồ ảnh và video về các cuộc trò chuyện qua mạng xã hội và nhật ký về hàng ngàn cuộc gọi cùng tin nhắn văn bản. Chúng là một kho báu thông tin tình báo đối với các nhà chức trách. Một chỉ huy của AFP tại Bắc Á đã ví vào nó như hang động của Aladdin, một kho báu bị chôn giấu. Điều này cho thấy rằng Kai rất chịu khó sao chép các hoạt động của đường dây, song lại quá kém về việc bảo mật thông tin. Trong ít nhất là 2 tháng trước khi bị bắt, Kai đã tới nhiều nơi tại Myanmar để thực hiện một thỏa thuận chất cấm đá lớn cho tổ chức này. Cảnh sát phát hiện ảnh chụp hóa đơn từ một công ty chuyển phát nhanh quốc tế đã ghi lại việc giao hai lô hàng tới một địa chỉ ở Yangon chỉ 2 ngày sau khi Kai bị bắt. Cảnh sát Myanmar đã tiến hành một cuộc đột kích vào một địa chỉ ở Yangon và thu giữ được 62kg ketamine. Trong buổi tối hôm đó, họ cũng thu được 1,1 tấn chất cấm đá tại cầu cảng Yangon. 9 người bị bắt, nhưng họ chỉ là những thành viên cấp thấp của tổ chức, còn Kai thì vẫn giữ im lặng. Tiếp tục phân tích điện thoại của Kai Chang Jie, cảnh sát tìm được một tọa độ GPS trên biển Andaman, được xem là điểm trung chuyển của những lô chất cấm khổng lồ thông qua những con tàu đánh cá. Một trong những con tàu như vậy là tàu đánh cá Đài Loan tên là Sundaman 66. Đầu tháng 7 năm 2017, con tàu này đang trên biển khi một nhân vật mang tên là Joshua Joseph Smith bước vào một cơ sở môi giới hàng hải ở thành phố Perth thuộc bang Tây Australia
và trả 265.000 đô cho MV Vicosta, một chiếc thuyền đánh cá cho thuê. Smith là một người đàn ông trong độ tuổi 40, tới từ bờ biển phía đông của Australia. Ông ta đã hỏi về thuốc chống say trên tàu biển. Theo truyền thông từ địa phương, khi đó ông ta không có giấy phép đánh cá. Sau khi mua chiếc thuyền này vào ngày 7 tháng 7, Smith đã lái Vicosta thẳng hướng từ bến du thuyền tới gặp Sunderman 66 trên biển Ấn Độ Dương. Sau cuộc gặp, Vicosta tiếp tục đi tới thành phố cảng Geraldton thuộc bang Tây Australia vào ngày 11 tháng 7, nơi một đoàn thủy thủ của tàu này được nhìn thấy dỡ rất nhiều gói hàng chất lên một xe tải. Chúng tôi biết rằng có gì đó được chuyển vào trong đất nước. Chúng tôi biết phương pháp của các mạng lưới tội phạm có tổ chức. Chúng tôi biết rằng nếu một con tàu để trống khi đi, nhưng quay trở lại với đồ trên đó, thì không phải là nó rơi từ trên trở xuống giữa lòng đại dương, một chỉ huy của AFP nói. Các nhà điều tra đã kiểm tra bằng CCTV và hồ sơ khách sạn, máy bay và hồ sơ thuê xe và điện thoại của cả một số kẻ buôn bán chất cấm tại Australia cũng đã bị nghe lén. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2017, Sunderman 66 đã ra khơi một lần nữa, lần này là từ Singapore. Con tàu này đi về phía bắc, tiến vào biển Andaman để gặp một chiếc thuyền nhỏ hơn mang chất cấm đá từ Myanmar. Tàu Sunderman sau đó di chuyển dọc theo bờ biển phía tây đảo Sumatra của Indonesia và tiếp tục xuống Ấn Độ Dương. Hải quân Indonesia đã theo dõi và AFP thì nghe ngóng. Khi Sunderman gặp lại Vicosta ở một vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển Tây Australia vào ngày 19 tháng 12, một giọng nói châu Á có thể được nghe thấy đã hét lên: tiền, tiền. Thủy thủ đoàn Sunderman đã giữ một nửa tô đô la Hồng Kông bị xé làm đôi. Smith và đoàn của anh ta thì có nửa còn lại. Những khách hàng Australia đã chứng minh danh tính của họ bằng cách khớp nửa tờ tiền của họ với nửa tờ tiền mà Sunderman đang nắm giữ. Hai phần khớp và hàng sẽ được giao. Tàu Vicosta đến thành phố cảng Geraldton của Australia sau hành trình trở về kéo dài 2 ngày trên vùng biển động. Những người đàn ông này sẽ dỡ số chất cấm trong bóng tối trước khi bình minh ập tới. Các thành viên đeo mặt nạ của AFP và cảnh sát Tây Australia ập tới với số vũ khí tấn công và thu giữ luôn số chất cấm cùng với cả bọn họ. Sau những vụ truy bắt như thế này, thông qua hai chiếc điện thoại của Kai, những bước đột phá lớn đã xuất hiện. Trong ít nhất một thập kỷ, AFP đã tập hợp tất cả số dữ liệu về các vụ án chất cấm lớn nhỏ vào trong một kho chung. Đó là một bộ nhớ đệm lưu giữ thông minh ấn tượng nhất về các băng đảng buôn bán chất cấm ở khu vực châu Á. Một nhân viên chống chất cấm cao cấp của Trung Quốc đã mô tả về cơ sở dữ liệu này. Các nhà phân tích dữ liệu của AFP đã tham khảo chéo các nội dung trên điện thoại của Kai với các cơ sở dữ liệu trước đó. Họ phát hiện ra trong điện thoại có những bức ảnh liên quan tới 3 lô hàng chất cấm đá lớn bị chặn ở Trung Quốc, Nhật Bản và New Zealand vào năm 2016. Một nhóm quan chức chống chất cấm của Trung Quốc cũng cho biết về hình ảnh, số điện thoại và địa chỉ trong điện thoại của Kai có liên quan tới một số đường dây chất cấm đá ở Trung Quốc. Khi xem bộ sưu tập ảnh và video trên điện thoại của Kai, một điều tra viên của AFP ở Yangon nhận ra một khuôn mặt quen thuộc mà ông ta đã từng thấy trong cuộc họp tình báo một năm trước về những ông trùm buôn bán chất cấm ở châu Á. Tôi ấn tượng với gã này vì hắn là người Canada. Tôi đã thốt lên: ta biết mày là ai rồi, điều tra viên này kể. Đối với cảnh sát chống chất cấm ở trong khu vực, những thông tin này đã đảo ngược giả thiết của họ rằng các loại chất cấm đang bị buôn bán bởi các nhóm tội phạm khác nhau. Rõ ràng các lô hàng này đều là của một tổ chức, và tổ chức đó được cầm đầu bởi cái tên mà điều tra viên kia thốt lên: ông trùm Ted Chilop. Cuộc truy lùng khắp châu Á, ông trùm bị bắt sống. Chiến dịch Congo là một cuộc điều tra về tổ chức tội phạm buôn bán chất cấm do cảnh sát Úc AFP đứng đầu, đã được dựng lên từ năm 2015. 20 cơ quan từ châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu cùng với hàng chục ngàn nhân viên thực thi pháp luật đã được huy động để tham gia vào cuộc điều tra quốc tế lớn nhất trong lịch sử chống lại các tổ chức tội phạm châu Á. Đài Loan dù không chính thức tham gia, thế nhưng cũng hỗ trợ tương đối trong việc bắt giữ các nghi phạm. Cảnh sát Australia đã xác định được 19 lãnh đạo tổ chức chất cấm hàng đầu này, 4 trong số đó là công dân Canada. Một số thì có liên quan tới cả các hoạt động buôn bán chất cấm từ nhiều thập kỷ trước. Hồ sơ này thể hiện băng đảng này
liên quan trực tiếp tới 13 vụ buôn bán khủng kể từ tháng 1 năm 2015. Một sơ đồ hoạt động của tập đoàn chất cấm này có trong một tài liệu thực thi pháp luật của Đài Loan, xác định rằng Techilop là giám đốc điều hành đa quốc gia của Samgo. Một cảnh báo của cơ quan quản lý thực thi chất cấm Mỹ DEA đã khẳng định rằng Thè là thủ lĩnh của băng đảng tội phạm có tổ chức này. Như vậy, họ đã xác định rằng Techilop là ông trùm El Chapo của châu Á, là mục tiêu hàng đầu và phải ưu tiên bắt sống. Vào năm 2019, Interpol đã đưa Techilop vào danh mục lệnh truy nã đỏ để hợp thức hóa việc bắt giữ hắn trên toàn thế giới. Thế nhưng, những cuộc truy lùng tại châu Á đều đã không mang lại một kết quả thực sự khả quan nào. Trong khi đó, cách châu Á một nửa quả địa cầu, tại Hà Lan, một kết quả mà các cơ quan thực thi pháp luật luôn mong chờ cuối cùng cũng đã tới. Vào tháng 1 năm 2021, sau cuộc truy lùng kéo dài một thập kỷ với lệnh truy nã đỏ của Interpol, Techilop cuối cùng đã xa lưới. Ngày 23 tháng 1 năm 2021, theo báo cáo của The Straits Times, người phát ngôn cảnh sát Hà Lan Thomas Erling cho biết rằng đã bắt giữ đối tượng Techilop tại sân bay Amsterdam. Vụ bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của cảnh sát Australia nhằm phục vụ cho chiến dịch Kungu. Lệnh bắt giữ Techilop ở Hà Lan được ban hành khoảng một tuần trước khi ông ta cập bến tới Hà Lan. Và các công tố viên Hà Lan cho biết trước tòa rằng họ đã liên lạc qua điện thoại với nhà chức trách Australia về việc đối tượng sẽ tới Hà Lan. Tại Hà Lan, Techilop phủ nhận tất cả các cáo buộc mà nhà chức trách Australia đưa ra và yêu cầu được trục xuất trở về Canada. Đến ngày 22 tháng 12 cùng năm, cảnh sát Australia thông báo rằng Techilop sẽ bị dẫn độ sang nước này để phục vụ điều tra và xét xử. Sau Techilop sẽ có nhiều Techilop. Techilop bị bắt, thế nhưng châu Á, đặc biệt là vùng Đông Nam Á, vẫn sẽ luôn đầy những cơ hội cho những tên tội phạm buôn bán chất cấm. Cùng với đó là thách thức cho cơ quan thực thi pháp luật. Rõ ràng rằng Đông Nam Á vẫn là một khu vực còn nhiều rối ren, đặc biệt là tại khu vực tam giác vàng. Đây vẫn được xem là một nơi pháp luật không tồn tại. Các tổ chức tội phạm thì luôn tìm kiếm điều kiện để xây dựng và mở rộng biên độ lợi nhuận và địa bàn châu Á là mảnh đất màu mỡ cho chúng. Ở đây có tất cả những thứ cần thiết cho cuộc chơi, đó là nguồn cung cấp ổn định các loại hóa chất và tiền chất điều chế chất cấm. Khu vực ngoài vòng pháp luật do các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số kiểm soát, che giấu và bảo vệ, sẵn sàng phát triển thị trường. Cơ sở hạ tầng thì tốt để vận chuyển sản phẩm nhanh chóng, các dòng tiền lớn để dễ rửa tiền qua sòng bạc, chế độ quản lý thì lỏng lẻo và các cơ quan pháp luật thì hợp tác thiếu hiệu quả. Phản ứng xã hội thì chưa đủ mạnh để chống lại nguồn cung chất cấm đang ngày càng mở rộng. Nói cách khác, châu Á-Thái Bình Dương tạo ra một cơ hội thuận lợi cho các đế chế trong bóng tối vươn lên. Vì vậy, sau Techilop vẫn sẽ còn nhiều siêu trùm cỡ đại như Techilop xuất hiện. Những năm qua, chúng ta vẫn có thể nghe được những tin tức về những vụ bắt giữ hàng chục tấn chất cấm thông qua nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Tội phạm sẽ luôn tiến hóa để sống ngoài vòng pháp luật và né tránh ánh sáng của công lý. Do đó, không có gì chắc chắn được đế chế của Techilop sẽ lụi tàn. Mà đâu đó ngoài kia, chỉ cần một chân rết của Techilop còn tồn tại, vẫn sẽ có một biến số đủ lớn để kẻ đó sẽ chính là Techilop tiếp theo.